Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ cho biết còn đang đánh giá tình hình Syria, tin từ Brunei. Hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ, ông Chuck Hagel, đã mở cuộc họp báo sau khi tham dự cuộc họp an ninh vùng kéo dài trong 2 ngày tại Brunei. Qua cuộc họp báo, Bộ trưởng Hagel đã nói Hoa Kỳ đang tham vấn với các nước đồng minh và cộng đồng quốc tế về vấn đề Syria, cho nên mọi hành động của Hoa Kỳ sắp tới đối với Syria sẽ là một sự cộng tác quốc tế. Bộ trưởng Hagel đã lên tiếng sau khi Tổng thống Obama tuyên bố tội ác dùng vũ khí hóa học của chế độ Bashar al-Assad phải bị trừng phạt. Thứ trưởng Quốc phòng Nga, ông Anatoly Antonov, nói rằng Nga cũng đang tham khảo tình hình Syria với các nước và hy vọng sự tham khảo của Nga sẽ mang tới kết quả tích cực, tìm được giải pháp phù hợp với pháp luật quốc tế. Cơ quan thông tấn Interfax cho biết Nga đang đưa 2 tàu chiến tới Địa Trung Hải, với lý do tình trạng ở Trung Đông cần phải tăng cường sức mạnh của hải quân Nga trong vùng. Đối lập Syria muốn các cường quốc Tây phương nhanh chóng trừng phạt chế độ Bashar al-Assad và ủng hộ quân sự chính trị thật sự cho dân chúng Syria đang bị tàn sát.